hoa giấy bạn ơi. Các bạn có nhu cầu muốn mua các chậu cây hoa giấy mà rất nhiều các màu đẹp như này nhá. Màu cam này, màu hồng này, trắng hồng này, màu cam, màu đỏ, màu trắng nữa. Đấy. Rất nhiều luôn ạ. Chiều cao của cây thì cao khoảng tầm 80 phân đến 1 mét ạ. Có cả những cái loại mà màu đỏ, đỏ đơn và đỏ kết như này nữa nhé bạn nhé. Hay là những cái loại mà hai màu hoặc là màu tím ạ. Những cái cây màu tím ạ. Các bạn có nhu cầu muốn mua ạ, xin vui lòng alo một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Trường hợp mua buôn thì xin vui lòng gọi số là 0977973535 bạn ạ. Rất nhiều các màu luôn, các màu rất đẹp luôn ạ. Đây màu tím đấy ạ. Tím đỏ, trắng hồng. Có cả màu màu trắng không nữa kìa, có cả màu trắng không kìa ạ. Số lượng nhiều bạn nhá.